Thưa quý khán giả, áo dài là quốc phục của dân tộc ta. Khi ngày càng có nhiều loại áo dài cách tân với mẫu mã, kiểu dáng hiện đại trên thị trường, thì ở thành phố Cần Thơ, có một người thợ vẽ ngày ngày miệt mài với công việc điểm tô cho tà áo dài Việt bằng cách riêng của mình. Nhưng với một đôi bàn tay không lành lặn, ông làm bằng cách nào để vẽ được hàng ngàn tác phẩm trên những chiếc áo dài? Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi vào bên trong con hẻm tìm người thợ vẽ tài hoa ở đất Tây Đô này. Dạ con chào chú ạ. Chào Hải Đường. Dạ, hôm nay mình đang vẽ tranh hả chú? Thì hồi nhỏ cái vụ tai nạn ngày xưa chú là nó như thế nào mà mình gặp nạn gì chú? Ngày xưa mình nhà có điện cao thế nó gần đó, bị hút vô. Lúc đó mình bị mất hết hai tay và một chân đó. Mình cũng thấy buồn lắm, thấy bạn bè đi học vậy đó, mình cũng muốn mơ ước đi học nhưng mà không biết làm sao. Lúc đó mình cũng cảm thấy hơi mặc cảm. Mình học hết lớp 12 thì mình không có được thi đại học. Lúc đó mình bị hơi bế tắc. Tới năm 90 chú chuyển qua chú thấy cái phong trào giải áo nó phát triển đó. Rồi chú nhảy đi học học giải áo. Nhiều khi cái mẫu đó nó khó, rồi mình nằm mình suy nghĩ miên man vậy đó, cũng chật vuột cũng nhiều lần lắm. Mình suy nghĩ mình làm cái gì đó là mình phải quyết tâm đeo, mình phải làm nó tới cùng. Rồi bắt đầu mình mới tìm ra cái phương pháp, thì cuối cùng từ từ nó thành công. Cách mà mình giao tiếp với khách hàng đó, người ta cũng thấy, người ta cũng thích nó, rồi người ta cũng mến mộ cái nghề nghiệp của mình á. Và khi mà người ta nhận hàng người ta rất vui, và khi mà người ta đưa tiền người ta đưa bằng hai tay rồi đàng hoàng á, không có cầm được hai tay thì mình cũng hơi khó, nhưng mà người ta rất là trân trọng. Mình thấy đó là một cái niềm vui đó, cái niềm là khích lệ rất là lớn. Cái áo dài là cái truyền thống của dân tộc, thì mình cũng gắng, mình cố gắng mình làm sao cho nó đẹp, để tôn vinh cái nét đẹp của dân tộc vậy đó. Thì học trò nó muốn thích cái nghề này thì mình sẽ truyền lại thôi.